Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 và tôi đang có mặt tại một nơi đó là rất là hoang vắng. Nơi được này được mệnh danh đó là thiên đường địa phủ. Hiện tại bây giờ cảm giác của tôi rất là hồi hộp khi xuống bên dưới. Và các bạn hãy theo tôi xuống bên dưới để trải nghiệm những cảm giác hồi hộp để xem thế nào. Đây, tôi đã chuẩn bị một cái dây đây. Dây này là để treo xuống bên dưới. Hang này rất là sâu. Tôi sẽ treo xuống bên dưới. Và kia là tôi đã buộc dây để đi xuống bên dưới. Còn sâu vào kia sẽ là lối vào của thiên đường địa phủ để trải nghiệm cảm giác xem là ở nơi đấy có ma có quỷ. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ xuống bên dưới nhé. Các bạn nhìn tôi. Hiện tại bây giờ tôi đang ở đây. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đây, và tôi sẽ xuống bên dưới. Các bạn hãy giúp tôi đi thượng lộ bình an nhé. Và đây là toàn bộ quang cảnh tôi đã xuống cửa hang được mệnh danh gọi là thiên đường địa phủ các bạn nhé. Đây gọi là cửa hang. Toàn bộ khu vực tôi đang đứng là cửa hang. Ở đây các bạn nhìn lên trên đây. Đây là trên miệng hang. Đấy. Và đây sẽ là lối vào của khu vực đó là được mệnh danh là thiên đường địa phủ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bên trong xem có cảm giác gì mới không. Thì bây giờ đã là tháng 7 các bạn nhé. Hôm nay 1 tháng 7 xem có những cái ma mãnh quỷ kiếc hay là cái gì ở trong đấy để chúng ta khám phá xem không nhá, xem cảm giác thế nào. Xem nào để lấy mặt. Và hiện tại bây giờ thì tôi đang có mặt ở trong đây gọi là được mệnh danh là thiên đường địa phủ các bạn ạ. Các bạn hãy nhìn tất cả mọi cái xung quanh này. Đây này. Đây được mệnh danh gọi là thiên đường địa phủ với cái hang ở bên trong rất là sâu. Đấy, chúng ta hãy vào sâu bên trong để khám phá xem là trong này có những cái gì. Và theo truyền thuyết kể rằng khi mà có 3 người khám phá ở khu vực này đi ra kể rằng ở đây rất là sâu, mà vào trong này thì cảnh rất là đẹp. Và khi ra thì 3 chú mặt đã đặt tên đây được gọi là mệnh danh là thiên đường địa phủ. Cảm giác rất thoải mái, không hề thấy một chút gì gọi là sợ hãi gì cả. Đây, hiện tại bây giờ đây là những nhũ đá ở trong thiên đường địa phủ mà tôi đang đi khảo sát. Và tôi đang làm về cái khu vực này. Và bây giờ chúng ta hãy vào sâu bên trong để nhìn nhũ đá này. Đấy, rất là đẹp. Mà đây nghĩa ra sẽ được đồn thổi là nơi ăn chơi của mọi người ở dưới âm. Với những lâu đài được trang trí rất là đẹp. Các bạn nhìn này rất là bắt mắt. Những hình tượng hoa văn rất là đẹp. Và nhũ này là có lớp óng ánh. Đây, tất cả mọi cái các bạn hãy nhìn này. Hiện tại bây giờ tôi đang ở dưới thiên đường địa phủ, nơi đây rất là sâu dưới lòng đất, để khám phá cái cảm giác ở dưới thiên đường địa phủ có gặp ma hay là gặp quỷ hay không. Và hiện tại nơi đây thì các bạn nhìn này, tất cả mọi cái này rất là đẹp. Đấy, nhũ đá này được hình thành. Đây được tượng trưng như kiểu là những ngôi nhà của người âm ở bên dưới. Trưng. Đây rất là đẹp. Đây. Và may sao tôi sẽ đã được ở đây một nơi để chứng kiến và quay lại những cảnh khoảnh khắc đẹp đấy cho các bạn xem. Rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Đấy. Ở đây toàn bộ là ngôi vòm ở trên trần. Sau đây khi khám phá xong khu vực ở bên ngoài rồi thì chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong để xem cái quang cảnh ở bên trong đẹp đến mức như thế nào. Và tôi cảm thấy ở đây rất là đẹp các bạn ạ. Không khí trong lành, cảm giác rất là mát mẻ. Ở trong này thì đây các bạn hãy nhìn chiêm ngưỡng này. Đây, rất là đẹp. Quang cảnh ở bên trong. Với những nhũ đá
tượng trưng cho những ngôi nhà cao của những người ở dưới âm. Đây là những nhũ đá các bạn quan sát này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào bên trong. Những khối đá nhũ được tạo lên bằng những hình chóp trông giống như những đám mây. Và hiện tại bây giờ tôi đang ở trong này, các bạn hãy nhìn này, cái cảnh không khí ở trong này tất cả. Và kia là một lỗ thoáng để thông lên trời. Đây là một lỗ rất là rộng các bạn ạ, để thông hẳn lên trời. Hiện tại bây giờ thì đã vào sâu bên trong cái khu vực gọi là được mệnh danh là thiên đường địa phủ, nơi được gọi là ăn chơi của người âm. Và bây giờ để biết được đường ra thì tôi sẽ kéo một cái đoạn dây các bạn ạ, để đi vào mình đánh dấu để mình còn ra được, nếu không thì mình sẽ không ra được các bạn nhé. Và đây là dây dù mà tôi đã chuẩn bị để chúng ta đi khám phá. Và hiện tại tôi đã buộc dây xong các bạn ạ, để đánh dấu vị trí mà tôi sẽ đi và sẽ tìm đường để quay trở lại cái lối thông từ trên trời xuống dưới các bạn nhé. Các bạn nhìn tôi này, đây là lối thông từ trên trời xuống dưới, các bạn nhìn tôi này. Đó, hiện tại bây giờ tôi đang đi sâu vào bên trong thêm nữa để tìm hiểu thêm là cái thiên đường địa phủ này nơi ăn chơi xem thế nào. Đấy, vừa được mệnh danh là thiên đường mà các bạn, trông như những cái lâu đài ở trên này. Đây, nó có những hình xoáy ốc và tất cả. Các bạn nhìn đấy, rất là đẹp. Đây là nơi mà tôi đã xuống sâu xuống bên dưới, chỉ còn nhìn thấy một chút ánh mặt trời ở bên trên. Vẫn đang là u ám. Vâng, tôi đã đi sâu vào bên trong, thấy không khí rất là u ám. Người tôi đã thấy lạnh hết cả lên. Vâng, và có lẽ không biết là tôi sẽ bắt gặp cái gì ở đây. Có nhìn thấy một bạn nào không? Có nhìn thấy một em bé nào không hay một anh gì không? Cái nào quê thật đi đô la gì hả? Và tôi hôm nay tôi đã xuống đây ngày tháng 7 để làm video về nơi ăn chơi của những người dưới âm. Tất cả quang cảnh ở đây hiện tại khu vực này rất là u ám. Vâng, rất nhiều thứ ảm đạm, không lối ra, không nhìn thấy cái gì cả, chỉ còn nhìn thấy mỗi một ngõ cụt ở đây. Tôi đang tìm đường. Các bạn nhìn đây, đây là sâu ở trong lòng của nơi thiên đường địa phủ. Tất cả mọi cái đều được ánh lên như dạng ánh kim của vàng. Ở nơi đây là con người ta rất là hoa mắt. Hiện tại bây giờ tôi phải chui qua ngách này để đi sâu vào bên trong để xem những căn nhà ma bên trong, nơi mà mọi người âm ăn chơi xem như thế nào. Các bạn hãy đi cùng tôi nha. Đây, tôi đang chui qua đây. Không khí ở trong này rất là ảm đạm. Các bạn nhìn tất cả mọi cái quang cảnh xung quanh hiện tại bây giờ. Và khi vào đây, tôi phải kéo theo một cái dây để đi còn biết đường ra. Quang cảnh hiện tại bây giờ các bạn nhìn này, lối rất là hẹp. Đây là cuộc hành trình đi sâu vào bên trong để khám phá nơi được mệnh danh là thiên đường của địa phủ, nằm sâu ở dưới lòng đất. Và hiện tại bây giờ đang là tháng 7. Tôi sẽ đi khám phá xem thiên đường địa phủ ở dưới này có ai không? Sẽ bắt gặp ai? Và có gặp ma không? Có gặp các oan hồn nào không?
Và cảm nhận của tôi về thiên đường địa phủ ở đây cảm giác rất là khác lạ, không hề thấy run tí nào. Hay là có lẽ mọi người chào đón tôi ở đây chăng? Cảm giác ở đây tôi cảm thấy rất là thoải mái. Nếu mà có một ai ra mà nói chuyện với tôi thì quả thật là rất là tốt. Và đây, trước khi chào tạm biệt thiên đường địa phủ, các bạn hãy nhìn lại một lần nữa của nơi tôi đã ở, được mệnh danh là thiên đường địa phủ các bạn nhé. Chúng ta chiêm ngưỡng lại một lượt nữa trước khi chia tay với nơi này. Đây là hình ảnh của tôi, nơi nằm sâu ở tận cùng dưới lòng đất, được mệnh danh là thiên đường địa phủ, nơi của những người âm. Mà đặc biệt rằm tháng 7 này là nơi mà các oan hồn sẽ phải quay trở về tới âm giới. Và hôm nay đã là ngày mùng 1 và tôi sang hôm đây để tìm kiếm, để nói chuyện với các oan hồn. Hiện tại bây giờ tôi đã ra tới cửa hàng mà tôi sẽ quay lên trên mặt đất để về. Vâng, và nếu các bạn thấy video của tôi hay, hấp dẫn, hãy comment, nhưng mà nhớ đăng ký và chia sẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.